Tết hay sao? Trước vừa hướng vô thì hướng xuống đó. Mới bước vô là bán rồi hả? Sẽ thấy được, mới bước vô thấy được. Có cà phê sữa đá. Có dài dưa chua. Bánh cơm. Bánh này bánh gì không biết nữa. Bao nhiêu cái em? 5 đồng 3 cái. 5 đồng 3 cái. 5 đồng. Đồng 3 đồng. 3 mình bỏ 3 vô hộp. Bỏ 2 cái nữa. Bởi vậy mấy đứa cứ bỏ vô hộp đó bán giản dễ. Bỏ 3 cái thôi. 3 cái. Cái này của mày lấy 9 cái. 9 cái. Bánh patiso 5 đồng 3 cái. 5 đồng 3 cái đưa mắc cơ chứ. Bánh thịt lát gai 5 đồng đưa lại đây. Bánh thép có dừa với lại na dứa. Bánh này. Dạ. Không nhớ được. Nhớ là chị là giỡn tiếng không? Giỡn tiếng không? Đeo mặt nạ mà giỡn bánh ra nè. Dạ, đồ kho, đồ kho thập cẩm. Dạ, như thế hả? Dạ, thơ hả? Dừa mắm chay. Hiếu đâu? Câu nước lè. Mà Hiếu là Hiếu đem bò. Nước lè lấy ra. Nó không biết hôm nay không? Bây giờ dồn 2 cái vô một đi. Đây là cái chiên. Con nó khỏe không? Dạ, cảm ơn chị. Lọc ra không nhớ chùa, lấy đồ cụ chị Lọc. Em chạy lên thẳng đây lệ với chùa đó. Hả? Biết rồi, nhưng mà không chạy lên cụ chị. Đây là đang hàng bán hoa. Bình giấy. Đây là cửa đi vào chợ Bến Thành.
Mở sớm quá, mở sớm nó mất hơi đó lại.